Hello, xin chào anh em nhé. Tiếp tục đến với cái câu chuyện tà xỉu online. Thì có rất là anh em có gọi là nhắn tin trong nhóm thế này hỏi mình hiện tại mình đang chơi cổng game nào. Thì thực ra thì mình chơi rất là nhiều cổng game anh em nhé. Chứ mình không chơi bất kỳ gọi là không chơi cố định bất kỳ một cổng game nào đâu. Mà tức là cổng game nào chơi có lãi mà là mình ăn thôi anh em ạ. Và mình cảm thấy chơi kiểu mỗi khi là mình tạo tạo tài khoản ấy, thường thường là các nhà cái nó sẽ nhả cho mình ăn một thời gian, và khi mà mình chơi mình ăn được rồi và mình gọi là ăn đủ là mình sẽ chuyển qua game khác nha anh em nhé. Còn hiện tại thì thời gian gần đây thì mình đang chơi con cổng game 68 game bài này khá là nhiều. Tại vì được gần đây thì mình thấy là để nhà cái của 68 game bài thì nó cũng gọi là đẩy mạnh cái phần marketing cho game, cũng là quảng bá rất nhiều anh em ạ. Để nói chung là anh em có xem trên YouTube hay là xem trên Facebook hay bất kỳ một cái gọi là nền tảng mạng xã hội nào thì cũng đều có những sự xuất hiện của các KOL gọi là quảng cáo cho những con game bài này. Đấy. Ok, đấy thì nói chung là mình thì mình cũng không phải quảng cáo đâu, nhưng mà mình chơi nhiều anh em hỏi là mình chơi game nào thì mình cũng gọi là chia sẻ. Bữa thứ hai là mình làm từ ra thì mình làm những cái video như này ấy, thì mình gọi là làm ra để thứ nhất là mình chơi giải trí, bữa thứ hai là gọi là làm video giải trí với anh em thôi. Ok, mình thì mình chủ yếu đánh đánh tài xỉu trên cổng 68 cái bài nha mọi người ơi. Được cái thì nói chung là đánh tài xỉu trên này thì mình thấy nó khá là ổn anh em nhé, khá là ổn theo cái mức mức chơi của mình đấy. Và được cái này mình để ý khá là lâu rồi thì mình thấy là cái lượng người chơi thật trên cổng 68 cái bài nó rất là đông anh em nhé. Lượng người chơi nó rất là gọi là cái lượng người chơi thật đấy anh em ơi, nó rất là đông. Và trong video nào thì mình cũng khuyên anh em là nên kiếm những cổng game nào mà nó có lượng người chơi thật đông thì chơi nó sẽ xanh chín hơn rất là nhiều nha anh em nhé. Còn để mà đánh tài xỉu online bây giờ thì đa số được cổng game đéo là nó bịp anh em ạ, chứ không có cổng game nào nó đã xanh chín hoàn toàn cho anh em đâu. Đó, kiểu đéo thì nhà cái nó có gọi là can thiệp và nó bịp anh em đâu, nhưng mà trong cái góc độ bịp thì nó cũng có một cái phần nào đó nó gọi là nhả cho anh em ăn. Ok, tay này khả năng mình bắt xỉu cho em nhé, khả năng mình bắt xỉu đi, bắt xỉu khoảng 2 củ nha anh em ơi. Đấy, nói chung chơi tài xỉu nay thì lúc nào cũng vậy, anh em nên biết điểm chơi điểm dừng thì mới có thể kiếm được tiền nha em nhé. Mình chơi thì mình thường thì để ý còn một chút mình bắt thôi. Cầu đấy là khá là cân nha em ạ, cầu đấy nó khá là cân. À đấy, đéo phải, ui cực mẹ nó. Mấy ông kia theo xỉu mất 1 tỷ đi kìa. Cầu tài thì cũng khá là cân, chắc chênh nhau khoảng gần 100 củ thôi. Đây là ăn rồi anh em ơi, ăn cầu xỉu rồi, húp nha anh em nhá. Đấy, nãy mình thấy nó về hai con tài thì mình nghĩ là biết ngay là kiểu gì nó cũng về cầu 21 anh em nhỉ. Tại vì khi mà anh em đánh bất kỳ một cái cổng game nào vậy, anh em đánh nhiều thì anh em sẽ theo dõi được là nó hay về cầu như nào thì anh em đánh thôi. Còn nhiều anh em có hỏi mình về cái công thức bắt cầu hay là cách đánh thì nó thật là chơi cái này thì nó sẽ không có một cái công thức nào gọi là công thức cố định đâu nha. Quan trọng nhất là anh em chơi, anh em để một chút là anh em kiếm được tiền thôi. Và khi mà anh em gọi là đã kiếm được tiền rồi thì anh em nên nên chốt lời nhá. Nên chốt lời và biết điểm dừng, chứ anh em đừng có đánh theo cái kiểu gọi là rất là nhiều anh em chơi theo kiểu là kiểu đánh tham với anh em. Tức là khi mà anh em có tầm 2 triệu mà anh em đánh lên được tầm 5 triệu rồi mà anh em vẫn không nghỉ, anh em lại đánh tham nữa thì kiểu đéo gì anh em cũng thua đấy anh em ạ. Tại vì nhà cái nó cũng đôi lúc nó cũng sẽ nhả cho anh em ăn, nhưng mà nó chỉ nhả có giới hạn thôi và nó cũng lại thu về thôi anh em ạ. Đó nên là chính vì cái gọi là nói chung là thực ra cũng là do cái lòng tham đấy anh em ạ. Lòng tham trong con người thì lúc đéo là nó có rồi. Chẳng qua là ui cơn mẹ mày nặn là ba bốn kìa anh em kìa, vãi cà lồn, 3-4-1 8 điểm anh em ạ, 8 điểm xỉu. Vậy về phát này về cầu 22 à, vãi cà lồn nhỉ. Cầu 22 anh em ạ. Tại thì mình bắt tài 2 máy tiếp nhanh anh em nhá. Bắt tài và 2 máy tiếp nhanh anh em. Nhiều anh em có hỏi thì mình có để link tải game của cổng 68 cái bài này dưới phần mô tả video nhanh mọi người ơi. Thì bạn nào muốn chơi muốn tham gia thì có thể tham gia theo link của mình nha mọi người nhá. Ok, nói chung là nhiều anh em hỏi thì mình mới để link, còn hôm trước mình lên clip thì đa số mình không để link tải, nên là anh em lên Google anh em tìm kiếm link tải thì nó đều ra những cái link fake anh em, nên là mình mới gọi là để link tải sẵn thôi anh em. Còn cái việc mình mình để link tải thì nó không mang tính chất quảng cáo, và thực ra mình để như vậy nhiều khi nó còn bị cộng đồng anh em ạ, nó rất là mệt luôn. Mà thôi, gọi là tạo sân chơi cho anh em thì mình có để link dưới phần mô tả mọi người nhá. Mọi người cứ tải theo link của mình để chắc ăn nhất nha em ạ. Đây rồi, 6 năm này ăn con mẹ em rồi, đi tí nữa lên 30m5 rồi anh em ơi, 30m5 rồi. Đấy, nói chung là mình chơi thì mỗi ngày mình chỉ chơi vài tay thôi, và có ăn là mình nghỉ nha anh em nhá.
hoặc nói chung là chơi thì nó anh em chơi bất kỳ một cổng game nào vậy thì anh em nên chơi nhiều và anh em canh những cái thời gian nào. Nhiều khi chơi có những khoảng thời gian ví dụ ban ngày thì thường cầu cầu nó sẽ đi rất là đều, nhưng mà khi về tối mà nó đông người chơi anh em, cầu nó nhảy rất loạn em ạ, đó nên là anh em phải canh nhá. Ban ngày kiểu người chơi nó ít đi thì cầu nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, anh em chơi dễ chơi hơn, còn tối nữa người chơi nó đông thì nhà cái nó sẽ thay đổi một chút. Tài này thì anh em đang theo xỉu đông vãi nồn thì mình sẽ bắt tài anh em nhé. Đấy, nói chung là mình đánh thì cứ đi ngược theo số đông thôi, đi mẹ về vác cả lồn ạ, xỉu gấp đôi tài được, đi mẹ mà xỉu thì hai rồi anh em ơi. Vãi cả lồn phát này mẹ mày cả làng bẻ cầu à, cả làng bẻ cầu ngoại trừ mình anh em. Úi dồi đi mẹ mày căng thế nhỉ, lệch nhau khoảng hơn nửa tỏi anh em, đi con mẹ em cả làng bẻ cầu ăn cả làng anh em ơi đấy. Vậy mình bảo là cái cầu tài xỉu trên 68 cái bài này nó rất là cân cho anh em, chơi nó rất là xanh chín anh em nhá. Đó nên là anh em chơi nó rất yên tâm. Cái này tài chẳng là mình đánh gọi là mình không đi theo số đông nên là mình chết thôi. Tài này thì đánh tài tiếp được nha, tài đánh tài khoảng 3 mét là đẹp như này. Tài này mình đoán là tầm khoảng 80% là mình là bị tài rồi. Còn tất nhiên là khi mà chơi tài xỉu thì không bao giờ nói trước được gì đâu anh em. Kể cả bây giờ đang có tiền như vậy mà anh em chơi vài tay nữa lúc sau thua lại thì vẫn là bình thường thôi. Ok, 12 giây nữa này. Tay cuối đấy anh em ơi, tay cuối ăn là nên được 31 mét nha em ạ. Nhiều anh em có thích chơi nổ hũ thì trên cổng sổ tay bài nó cũng đều có hết anh em nhá. Có hết tròn nó hũ cho anh em chơi luôn, địt mẹ con một thì ăn máu lớn nè. Bãi cả lồn ạ, 7 điểm xỉu tiếp kìa anh em ơi. 7 điểm xỉu anh em. Bãi lồn thật. Má hóa là cầu 21 anh em ạ. Địt mẹ em này. Húp anh em này. Làm 5 mét anh em ơi. Làm 5 mét tài anh em nhá. Tay này là mà không bẻ thì hơi phí nha. Tay này là không bẻ cầu nữa thì hơi phí đấy. Ok, về không, về tài đi. Cầu ui, cướp mẹ em cầu này anh nhìn sao tài đâu vậy. Ôi phát này mình lại đi ra số đông anh em ơi. Mong phát này đi ra số đông là có ăn em nhá. Đấy. Nói chung tầm giờ mình chơi cũng hơi muộn xíu, đâm ra là khá là đông anh em vào chơi. Địt mẹ mày tài. Đây 6 rồi. Địt mẹ mày hai con 6 là hốc rồi anh em ơi. Ok chơi anh em. Ok chưa? Ok thì mình xin phép kết thúc video tại đây mọi người nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian đón theo dõi video mình. Thì anh em muốn trải nghiệm thử cái cổng game 68 cái bài này thì mình cũng có hỗ trợ code cho anh em. Thì anh em tải game xong thì có thể tham gia nhóm Tene, link nhóm mình để trên phần mô tả video để nhận code trải nghiệm game mọi người nhé. Bye tất cả anh em nha.